Vâng, xin chào chị em. Hôm nay có một bạn hỏi mình là có cái bộ bích nào mà có giá 670 đến 1 triệu mốt mà chất lượng rất là tốt mà lại vừa sử dụng được cho laptop, tức là rắc tròn laptop chẳng hạn, những con điện thoại laptop rắc tròn này, hay là những con điện thoại có rắc tròn sẵn như này này. Vì nhiều rất là nhiều người anh em sẽ nhầm lẫn giữa rắc tròn và cổng Type-C, nên mình sẽ làm cái video này để chị hướng dẫn cho anh chị em về cái việc mà vừa có thể sử dụng bằng tai chi, vừa có thể rắc tròn, vừa có thể lining, mà với chỉ trả 670.000 anh chị em có những bộ mic để có thể làm video được. Nhân dịp ngày hôm nay ấy, thì mình anh chị em sẽ ở xem hết video này, mình sẽ có một món quà tặng nhỏ nhỏ cho anh chị em, những anh chị em đang làm video hay là những anh chị em đang làm live stream mà không biết cách nào để tự tin trước ống kính, thì mình sẽ có một món quà nhỏ ở cuối video này nhá. Thì những bộ mic trên thị trường là có những cổng kết nối Lightning hay Type-C thì rất đơn giản rồi. Nhưng với những chiếc điện thoại hay những chiếc máy ảnh mà sử dụng chân tròn 3.5 giống như này này, giống như vậy, có chân tròn 3.5, mở ra đây, đây là laptop, laptop hoặc là máy tính bàn dùng cổng 3.5 chẳng hạn, mà không có mic nào hỗ trợ được việc đó thì chúng ta sẽ làm như nào? Đó. Đấy, hay là những chiếc điện thoại như vậy mà có chân tròn 3.5 thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Đó, thì rất là nhiều anh chị em đặt câu hỏi mình là mic bên anh, rất là nhiều anh chị em đặt câu hỏi với Tuấn là có bộ mic nào giá 670 đến 1 triệu mốt mà tách âm tốt, giống như mình đang làm video này, tách âm tốt khoảng cách xa này 20 đến 25 mét và có thể kết nối được đa phương tiện rắc tròn, máy ảnh, điện thoại 3.5, Type-C, Lightning, hay laptop đều kết nối được hết. Vibrator có hỗ trợ những thiết bị như vậy để anh chị em có thể kết nối dễ hơn. Ví dụ như những bộ mic Vibrator như vậy thì có thể cắm cổng Lightning đúng không? Và hai tai C vào. Thì ở dưới này có đốc chân sạc đây, và đèn báo hiển thị vạch pin của đốc sạc này còn là 96%. Và đây là hai cái mic con đã được sạc đầy. Thì cái chế độ lọc âm rất là dễ này. Anh chị em chỉ cần kéo lên. Đèn thứ hai tắt, kéo xuống đèn thứ hai mở, và cái đèn không nháy là chế độ kết nối với Bluetooth đang tốt. Và chế độ tiếng vang, anh chị em ấn nút trên này nhá, ấn nút trên này này. Đấy, anh chị em kia để ấn nút trên này thì bật chế độ tiếng vang, và ấn hai nút thì tắt mic này luôn. Ấn hai nút để tắt chế độ tắt mic này, ấn một nút này bên trên để tắt độ chế độ tiếng vang. Đấy, thì hiện tại đang lọc âm, chế độ lọc âm đây, và đèn đứng như vậy đã kết nối với mic chính, ok. Và cái cách kết nối thì cũng đơn giản thôi, anh chị em chỉ cần kết nối như này vào đây, đây kết nối như này, nó đang nháy như này là chưa kết nối ok nhá anh chị em nhá. Bây giờ mình sẽ làm lại, không được phải làm lại, do mình đang sử dụng một bộ mic tương tự nên nó phải làm lại. Anh chị em rút vào đây được chưa, sẽ rút cái cổng này ra trước, được chưa, sau ra ngoài trước. Đấy, ok, như vậy là kết nối ok, là không nháy đèn nữa, đèn đứng luôn. Và nhiều anh chị em hỏi mình cái cổng sạc trên này để làm gì, cái con cục thu thì hiện tại là không dùng pin nhé. Cái cổng sạc này giúp cho khi điện thoại bạn hết pin sẽ cắm lên cổng bên cạnh, và các cái rắc tròn tương tự, máy rắc tròn tương tự thôi, kết nối tương tự, và có lỗ tròn bên cạnh này, hay Lightning cũng kết nối tương tự. Anh chị em phải chú ý cái đèn kết nối như này. Đấy, bây giờ mình sẽ thử chế độ là không có mic. Anh chị em sẽ thấy chất âm như nào? Bây giờ mình sẽ rút mic ra. Bây giờ không có mic thì anh chị em nếu mà đào tạo video như vậy, hay đào tạo nếu các thầy cô giáo mà không có mic mà đào tạo chân dung này thì không, tất nhiên là sẽ không hay rồi. Hoặc là anh chị em bán hàng online, kinh doanh online mà không có mic như này thì sẽ, tuy nhiên là sẽ mất khán giả đúng không? Nói chưa? Bây giờ mình cắm mic lại rồi, anh chị em thấy chất âm như nào? Đấy, rất là ok đúng không? Đấy, thì anh chị em phải nghĩ rằng nếu mà không có mic và có mic thì nó khác hẳn nhau đúng không ạ? Đấy, thì nhiều bạn có hỏi mình là có kết nối đa phương tiện hay là 670.000 mà có cái mic ưu việt như vậy, sử dụng mọi trường hợp như vậy thì anh chị em nghĩ sao? Tín hiệu không, và mình quay lưng đi sang mắt tín hiệu không? Ở đây rất là ồn đấy. Bây giờ đang ở 5m và mình quay lưng đi, bình thường các mic khác nó sẽ mất tín hiệu. Nhưng mà cái mic này xem có mất tín hiệu anh chị em nhá. Mic này có mất tín hiệu không nhá? Đấy, ở khoảng cách khoảng 20m xem có mất tín hiệu không? Đó, rất là ổn nha anh chị em thấy không? Bình thường mic khác là sẽ bị đứt tín hiệu hay là mất tín hiệu mic chẳng hạn. Vừa rồi mình có test mic ở các trường hợp khác nhau,
và với 670.000 và 1.1 triệu thì anh chị em thấy chiếc chất âm của như ngày như nào, có đáng để anh chị em mua không? Và anh chị em nếu anh chị em xem và yêu thích cái video này thì ngày hôm nay mình sẽ có 10 sản phẩm cho khuyến mại cho anh chị em. Hôm nay là ngày 15 tháng 7, nên anh chị em đặt ngay trong ngày hôm nay thì mình sẽ có 10 bộ khuyến mại với giá cực kỳ yêu thương cho anh chị em. Anh chị em hãy click ở bên dưới để xem thông tin sản phẩm, và cũng như là anh chị em đang làm video, nếu mà có khó khăn trong việc video tư, ví dụ như làm tiêu đề hay làm nội dung của video mà không biết cái cách tìm ý tưởng ở đâu, thì anh chị em hãy click đăng ký ở đường link bên dưới. Mình sẽ có 3 buổi chia sẻ trên Zoom để hỗ trợ anh chị em vào, hãy nhận email của mình và chúng ta cùng trao đổi, và cũng có các cái quà tặng khác của bên mình như cách xếp đèn, cách xóa phông xanh, hay cách tạo ánh sáng, cách setup ánh sáng, hay là cách để kết nối mic, hay là cách để setup một cuộc buộc là ngồi live stream như nào, ngồi hay đứng như nào. Đấy, mình sẽ quà tặng anh chị em, và anh chị em hãy đặt câu hỏi mình qua Gmail hoặc là vào nhóm Zalo trong đường link thì có luôn. Cảm ơn anh chị em đã theo dõi, và hẹn gặp lại anh chị em ở các video sau.